Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, lễ hội Miếu Long Vương tại phố Thông Khuê, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh được tổ chức 3 năm một lần vào năm nhuận. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Nùng nơi đây. Ngôi miếu được người dân lập nên để thờ vị thần sông nước Nam Hải Long Vương. Di tích Miếu Long Vương và lễ hội Miếu Long Vương là những di sản độc đáo đặc sắc. Chính vì vậy, năm 2018, ngôi miếu này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Năm nay, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động. Đặc biệt, lễ hội đã và đang góp phần lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Sự kiện lễ hội Miếu Long Vương không chỉ được người dân địa phương mà du khách thập phương luôn mong đợi. Có lẽ không chỉ mong đợi vì 3 năm du khách mới được tham gia một lần, mà lễ hội Miếu Long Vương có nhiều nét khác biệt về bản sắc so với nhiều lễ hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Khác với những năm trước, lễ hội do người dân phố Thông Khuê đứng ra tổ chức. Năm nay, xã đứng ra tổ chức. Chính vì vậy, cả phần lễ và phần hội có phần quy mô hơn. Miếu Long Vương, thờ thần Nam Hải Long Vương Ngao Thuận. Tương truyền, có bốn vị Long Vương cai quản bốn biển, gồm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tây Hải Long Vương Ngao Khâm, Nam Hải Long Vương Ngao Thuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Nhuận. Trong đó, một vị hóa ở Ấn Độ, một vị hóa tại Trung Quốc, một vị được thờ tại xã Thông Huệ cũ, nay là xã Đoài Dương, còn một vị không rõ. Ngôi miếu tọa lạc ở vị trí đắc địa, lưng tựa vào sườn núi Tam Tiên, phía trước là dòng sông Bắc Vọng. Miếu được đánh giá hội tụ đầy đủ Long, Huyệt, Thủy, Sa. Để chuẩn bị lễ hội, cứ sau Tết Nguyên đán, người dân phố Thông Khuê cử người đi xem, chọn ngày tốt để tổ chức lễ hội. Và sau khi chọn được ngày, người dân chuẩn bị phần lễ rất chu đáo để dâng lên thần Long Vương. Đặc biệt, lễ hội Miếu Long Vương có một quy định bắt buộc được duy trì từ xưa. Đó là trong ngày diễn ra lễ hội, cả phố Thông Khuê đều ăn chay. Những người buôn bán thịt cá không được vào khu vực trong ngày chính hội. Các hàng ăn đều đóng cửa. Lễ hội năm nay được đánh giá là đông nhất từ trước tới nay. Không chỉ người dân địa phương mà du khách ngoài tỉnh và các huyện thành phố trong tỉnh cũng nô nức đến chảy hội. Họ đến với một niềm tin về sự linh thiêng của ngôi miếu duy nhất của tỉnh Cao Bằng, thờ Nam Hải Long Vương. Đặc biệt, với sự thay đổi từ cách thức tổ chức lễ hội, cũng như ngôi miếu đã được nâng cấp khang trang, sạch đẹp hơn, làm du khách khá hài lòng. Bản thân tôi là một người rất thích hay đi đền đi phủ đầu năm. Nhưng mà từ khi tôi vào đây lần đầu tiên là miếu chưa được xây dựng đẹp đẽ như này và cũng chưa có lối đi vào như này. Và đến hôm nay nữa thì tôi không biết là bao nhiêu năm rồi, nhưng mà thực sự là một sự thay đổi rất là lớn. Thứ nhất là miếu đã được xây dựng lại quy củ, lối đi, lối ra, lối vào. Và quang cảnh xung quanh là sạch sẽ, đẹp đẽ. Và ở trong này, ở ngay thị trấn Thông Hòe này thì ban tổ chức của miếu ông Long Vương Đại Hải này là tổ chức rất là tốt. Và họ làm rất là có nghiệp vụ. Và cái không khí thì lúc nào cũng nháo nhiệt, nhất là những cái năm mà năm nhuận mà tổ chức lễ. Nhưng thực sự là cảm nhận của tôi từ lúc tôi bước chân vào lễ miếu, từ ngày mà miếu còn là một cái miếu đơn sơ và đến bây giờ nó là ngôi miếu khang trang như này thì một sự thay đổi là quá lớn. Và tôi nghĩ rằng là ở một cái địa phương nhỏ như Cao Bằng mình ấy, nhất là những cái huyện miền núi xa xôi như Quảng Uyên, Trùng Khánh ấy, mà có một cái địa điểm du lịch văn hóa tâm linh như này thì thật là tốt cho các du khách ở trong tỉnh và ở ngoài tỉnh người ta đến. Và tôi tin chắc là ngày hôm nay sau khi đã làm tốt phần lễ rồi thì phần hội ngày hôm nay chắc là mọi người cũng sẽ rất hài lòng, cũng giống như tôi thôi. Cùng với du khách thập phương, những người con xa quê, những ngày này đều cố gắng trở về quê hương để tham gia lễ hội truyền thống, để được chứng kiến sự đổi thay của quê hương, để được dâng lên thần Long Vương với một niềm tin tuyệt đối.
Tôi là người con sinh ra và lớn lên tại phố Thông Huề thì hàng năm thì cứ tổ chức lễ hội là 3 năm sẽ tổ chức lễ hội Miếu Long Vương. Tuy là ở xa nhưng tôi rất là háo hức để mong trở về quê hương để dự một cái lễ hội Miếu Long Vương. Thực ra cái ngôi miếu này từ xa xưa thì rất là linh thiêng và hàng năm người dân có những cái dịp lễ hội gì thì mọi người là đều đến để lễ, để xin lộc tại miếu. Thì hôm nay trở về đây thì tôi rất là háo hức và vui mừng khi hàng năm năm nay tổ chức cái lễ hội được rất là chu đáo và cho bà con đến để tham quan lễ hội rất là vui vẻ. Mặc dù ở xa nhưng tôi luôn hướng về quê hương của mình. Vấn đề phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Vì vậy, tất cả người dân địa phương đều có ý thức mặc trang phục dân tộc Tày Nùng. Đây là hai dân tộc chính của xã Đoài Dương. Họ tự hào và hạnh phúc khi đến với lễ hội của quê hương và được khoác trên mình bộ quần áo Tày Nùng, trang phục của chính dân tộc họ. Nên là ngày hội quê mình thì mặc quần áo dân tộc mình để mà thể hiện bản sắc dân tộc, để cho mọi du khách đến để biết là đây là dân tộc Tày ạ. Nói đến Thông Huề là người ta nghĩ ngay đến làn điệu Xá Hai, một làn điệu dân ca chỉ có ở phố Thông Huề, xã Đoài Dương. Tuy nhiên, nhiều năm dường như làn điệu Xá Hai bị lãng quên bởi thời gian và người hát ngày một ít đi. Nhưng vài năm trở lại đây, làn điệu dân ca này đang được phục dựng. Lễ hội Miếu Long Vương năm nay, Xá Hai như một điểm nhấn trong phần văn nghệ chào mừng. Tiết mục Xá Hai là một trong những tiết mục được người dân địa phương và du khách thập phương mong đợi. Ngoài Xá Hai, nói đến Thông Huề, người ta còn biết đến món đặc sản bánh khảo và tương mại cảng. Lễ hội năm nay, các tổ dân phố đã bố trí các gian hàng để quảng bá đặc sản của quê hương. Đây là cơ hội để người dân phố Thông Huề giới thiệu sản phẩm của gia đình đến đông đảo khách thập phương đến chảy hội. Một trong những nghi lễ trong lễ hội Miếu Long Vương có phần rước thần Nam Hải Long Vương. Kiệu thần sẽ được rước qua các dãy phố, lần lượt đến từng gia đình. Đoàn rước kiệu thần có đội múa lân đi trước dẫn đường, các cụ cao tuổi, thầy bụt, thầy tào theo sau, cùng đông đảo người dân trong xã và du khách tham gia. Đây là nghi lễ đặc sắc được nhiều người mong chờ nhất lễ hội. Đồng thời, đây cũng là nghi lễ tạo cho người dân một niềm tin trong cuộc sống. Người trước thân là làm lễ hội Long Vương là để cầu bình an cho dân phố. Thế thì chỉ lần mà đi vào nhà tức là xua đuổi hết tất cả những cái gì xấu ở trong nhà đi, những tà ma đi, xong rồi mang điều may, điều ấy may mắn đến cho gia đình. Lễ hội Miếu Long Vương thì ở xóm phố Thông Huề, xã Đoài Dương cũng là một cái lễ hội rất là đặc biệt. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì có rất nhiều lễ hội dân gian. Thế tuy nhiên thì lễ hội mà gắn với cái vị thần sông nước là Long Hải Long Vương thì chỉ có ở Thông Huề. Và cũng phải nói là cộng đồng cư dân ở phố Thông Huề thì cũng đã bảo tồn rất là tốt về cái lễ hội Miếu Long Vương. Có thể nói là cộng đồng bà con ở đây rất tự nguyện và rất tự giác trong cái việc đóng góp và tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Những cái nghi lễ truyền thống và trang phục truyền thống cũng được bà con bảo tồn rất là tốt. Mọi người đều tự ý thức được và tự ý thức là giữ gìn những cái nghi lễ truyền thống cũng như là trang phục truyền thống khi tham gia lễ hội. Kết thúc lễ hội là nghi thức thả đèn hoa đăng trên sông Bắc Vọng. Trong các lễ hội của cộng đồng các dân tộc tỉnh Cao Bằng, nghi thức thả đèn hoa đăng chỉ có duy nhất ở lễ hội này, thu hút đông đảo người dân tham gia. Và ai cũng mong muốn mình vớt được đèn hoa đăng để gặp may mắn. Đặc biệt là những đôi vợ chồng lấy nhau nhiều năm mà chưa có con đều mong vớt được đèn để rồi sẽ may mắn trong đường con cái. Đó là những nét đẹp trong lễ hội Miếu Long Vương. Kết thúc 3 ngày hội,
dường như ai nấy đều luyến tiếc, để rồi đợi đến lễ hội 3 năm sau. Thưa quý vị, một lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc được người dân đón chờ. Hy vọng cùng với lễ hội Miếu Long Vương và Tuồng Giá Hai sau khi được phục dựng và đặc sản nổi tiếng bánh khảo Tương Mạch Cảng, Thông Huế là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Chuyên mục văn hóa thể thao đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!